Nhà kính thưa các vị lãnh đạo trung ương, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận, Phòng Văn hóa Thông tin quận Hoàng Mai, Ủy ban Nhân dân phường Đại Kim. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các vị khách quý, thưa các vị hội viên Hội Di sản Văn hóa Thăng Long Hà Nội, kính thưa các vị đồng đền, đồng điện, Thủ Nhang, Thanh Đồng, Đạo Quan, các cụ pháp sư, cung văn và quý khách thập phương, để tôi xin trình bày tham luận về nghi lễ, hành lễ của các giá đồng trong hầu đồng cổ truyền của tín ngưỡng thờ mẫu dân gian Việt Nam. Kính thưa các quý vị, tín ngưỡng thờ mẫu, thờ tam phủ, tứ phủ đã xuất hiện ở nước ta từ rất sớm. Đó là nét văn hóa tâm linh mang đậm tính nhân văn, xuất phát từ suy nghĩ tri ân các vị tiền bối đã có công trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Đồng thời tín ngưỡng này rất gần gũi, gắn bó, dân dã, dễ thâm nhập, hòa đồng cùng đời sống con người Việt Nam. Tín ngưỡng này không mang tính chất trừu tượng, cao siêu để quảng đại quần chúng gửi gắm vào đó những mục đích cầu nguyện niềm tin của sự may mắn, hạnh phúc tốt lành đối với bản thân, gia đình trong cuộc sống hiện tại. Tuy sách vở để lại còn sơ sài, tản mạn, song chủ yếu là truyền khẩu, nên tín ngưỡng này rất phong phú, đa dạng cả về nội dung và về hình thức, nghi lễ mang đậm màu sắc dân gian. Ngoài ra còn tiếp nhận bị ảnh hưởng qua lại của đặc thù từng vùng miền khác nhau, do đó có nhiều vấn đề phức tạp, song trải qua lịch sử tồn tại vẫn để chúng ta thấy được những nét chung nhất trong nghi lễ thờ phụng và hành lễ qua các vấn hầu bóng. Sau đây tôi xin trình bày về nghi lễ hầu bóng với đôi nét sơ lược và cơ bản nhất. Phần thứ nhất là các thanh đồng thường hầu vào những dịp lễ tiết nào trong một năm. Thì một là hầu thượng nguyên, tức là hầu vào tháng giêng. Thì cái hầu thượng nguyên này là mang tính chất cầu an cho cả năm. Hai là hầu vào hè, tức là tháng tư, là mục đích để cầu mát, để tránh ôn dịch và cầu mong cho nhân vật được bình an trong 3 tháng hè. Ba là hầu ra hè, tức là vào tháng 7. Về mốc thời gian thì đây là mở đầu cho nửa năm cuối. Vì theo quan niệm của người ta, người xưa là xuân thường mà thu tự, là việc tế lễ quan trọng như đầu năm để cầu mong còn nửa năm cuối cũng sẽ được bình an khang thái. Và lại trong 3 tháng mùa thu có rất nhiều ngày sinh nhật và hóa nhật các vị thánh. Thí dụ như là ngày 15 tháng 8 là ngày sinh nhật Thánh Mẫu Liễu Hạnh, ngày 20 tháng 8 là ngày hóa nhật Đức Thánh Trần. Đấy là cái tiết hầu thứ ba. Còn cái tiết hầu thứ tư là hầu vào tất niên, tức là vào tháng 12. Thì cái ý nghĩa là sau một năm mọi người được bình an nên lễ tạ Phật, tạ Thánh. Đây cũng thể hiện cái nét nhân văn trong suy nghĩ của con người, tức là người Việt Nam ta là có trước và có sau, luôn tri ân công đức. Tức là thượng nguyên thì các vị hầu cầu an, và tất niên là các vị được bình an khang thái, các vị lễ tạ. Tức là đấy là cái quan niệm có trước có sau. Cái đạo đức của người Việt Nam là không bao giờ mà lại vô tiền hoãn hậu cả. Đấy. Thế bốn cái tiết lễ này trong một năm thì chủ yếu là các đồng đền, đồng điện thay mặt con nhan đệ tử, còn các thanh đồng khác mà có điều kiện thì hầu cũng được, không sao. Đấy là thường là bốn tiết lễ trong một năm, là thượng nguyên này, vào hè này, ra hè này, và tất niên. Thế còn cái phần thứ năm là các vị thanh đồng là hay hầu vào các dịp đảm nhận hoặc là hóa nhận các vị thánh. Thí dụ như là ngày 12 tháng 2 là tiệc mẫu Tuyên Quang, ngày 15 tháng 2 là sinh nhật quan lớn Tuần Tranh, ngày 21 đến 26 tháng 2 là ngày tiệc mẫu Sòng Sơn,
Ngày mùng 3 tháng 3 là ngày hóa nhật Mẫu Phủ Dày. Ngày 25 tháng 5 là hóa nhật Quan Lớn Tuần Tranh. Ngày 24 tháng 6 là đản nhật Quan Lớn Đệ Tam, vân vân. Những dịp này thì ngoài các vị đồng đền, đồng điện hầu thì các thanh đồng hầu cũng rất nhiều. Và còn hầu vào tiệc của các vị thánh nào là tùy thuộc vào hoàn cảnh khách quan, chủ quan về tâm linh, về kinh tế của từng thanh đồng. Những dịp hầu này có ý nghĩa cung chúc thánh thọ Hồ Gương trong những dịp ngày sinh hoặc là ngày hóa để cầu bình an cho gia đình. Thế là thưa các quý vị, thì tôi nói như này, tức là thí dụ như là ngày 3 tháng 3 tiệc Mẫu chẳng hạn, thế thì người ta không phải là cứ nhất thiết là các thanh đồng phải đổ xô vào hầu ngày 3 tháng 3, mà người ta sẽ hầu giải trong cái tháng 3. Thế cũng có những quý vị thì người ta tháng riêng người ta không hầu được, tháng 2 người ta không hầu được, nhưng đến tháng 3 nó mới đủ cái điều kiện chủ quan khách quan thì người ta để nhân dịp cả vào là hầu xuân và cả vào hầu tiệc, người ta hầu vào trong tiết tháng 3. Đấy. Thế hay là thí dụ những cái tiệc tháng 6 chẳng hạn, thì người ta cũng không nhất thiết phải hầu vào ngày 24 tháng 6, vì một ngày như thế thì làm sao mà phục vụ được tất cả các thanh đồng. Thì các thanh đồng bắt đầu là cứ xin cung của các đền là hầu từ độ mùng 2 tháng 6 và cho đến hết tháng 6. Thế nó còn tùy thuộc vào từng thanh đồng một. Thế cũng có những cái thanh đồng người ta nghĩ rằng là cai đồng phủ mệnh của ta sát can về thủy phủ thì người ta hầu tháng 6. Thế nhưng cũng có những vị là nghĩ là sát can của lớn tuần tranh thì người ta hầu vào tháng 5. Đấy, đấy là những cái lễ tiết hầu trong một năm vào đảm nhận hoặc hóa nhận các vị thánh của các thanh đồng. Còn cái thứ sau, một cái điều tiếp theo nữa, tức là ngoài những cái đảm nhận hóa nhận ra thì người ta còn có hầu đột xuất. Hầu đột xuất là nếu mà nhà đền hoặc bản thân các thanh đồng có việc lớn, thí dụ như làm đền, lập điện, khánh tán lạc thành, trước hoặc sau việc hiếu, việc hỷ, có thể hầu trình hoặc hầu tạ. Còn nếu mà vào tất cả các dịp lễ tiết trên mà thanh đồng nào chưa có điều kiện để hầu thì cũng không bắt buộc, song nên có vàng sớ lễ đơn giản đến chốn tổ để lễ nội dung sám hối cầu bình an, hoặc giả trong nhà có việc hiếu đại tang thì bắt buộc thanh đồng không được hầu có lễ sám hối như trên. Thí dụ như bây giờ như này, đền sẽ chuẩn bị làm, thế trước khi dỡ đền ra là đồng đền có thể hầu đấy, hoặc là có những người có nhang thân tình là người ta có thể xin hầu. Thế sau khi mà dỡ đền ra làm xong đền rồi thì bây giờ là đồng đền hầu tạ, hoặc là các con nhang khánh tán lạc thành là hầu tạ để cho vui đền vui phủ. Hoặc là thí dụ như người ta thấy thân mẫu hoặc là gia đình nhà người ta, thân phụ người ta già yếu quá rồi mà không còn tồn tại được nữa, mà chắc là chỉ ngày một ngày hai là các cụ quy tiên thôi, thì người ta cũng không vào vào đảm tiệc nào, người ta cũng lo lễ để người ta hầu, để nếu mà các cụ có quy tiên thì là trong cái luật là kiêng không được hầu nữa thì người ta cũng đã hầu thánh rồi. Đấy. Hoặc giả như là cầu thánh mà thánh độ cho xong những cái việc lớn, ví dụ như việc hỷ, cưới xin con cái, hoặc là có những cái việc vui mừng mà trong nhà xong được chu viên hoàn mãn, người ta cũng hầu tạ thánh, đấy là cái dịp hầu đột xuất. Thế còn thì ở trong này tôi có lưu ý là cũng không nhất thiết phải như thế, mà cũng có những người có điều kiện thì người ta mới hầu được, còn không có điều kiện thì bố mẹ người ta mất thì người ta chỉ sửa cây dầu bát nước, thế rồi là lễ bạc tân thành người ta lên đền, người ta xin để dở, thì cái cũng không có bắt buộc ai cả. Thế đấy là cái phần lớn thứ nhất là các cái dịp hầu trong một năm. Cái phần thứ hai là tôi xin trình bày về cái việc chuẩn bị cho một vấn hầu. Chuẩn bị cho một vấn hầu thì nó tuần tự như này. Việc thứ nhất là phải chọn ngày tốt để hầu thánh. Thì ngày tốt hầu thánh ở đây, ngày xưa các cụ tối kỵ tránh những cái ngày vào ngày thần cách và ngày sát sư. Đấy, là vì nếu mà thí dụ những ngày xấu có thể những ngày tam lương, ngày ly xào, ngày thụ tử, ngày sát chủ. Đấy, hay là ngày thổ ôn, thổ phủ, thổ cấm, thổ kỵ, thiên ôn, thiên sát. Những cái ngày nó rất tối kỵ về cái việc làm nhà. Những cái việc hầu thánh này là việc cầu đảo tiên thánh thì cũng có thể chấp nhận được cái ngày, nhưng mà tối kỵ tránh hai ngày là ngày thần cách và ngày sát sư. Ví dụ ngày thần cách thì là thần đã đi xa rồi thì ai nhận giấy sớ, hoặc ngày sát sư thì ông thầy chết. Đấy, thế cho nên rằng là đầu tiên là phải chọn ngày. Chọn ngày thì tối kỵ hai ngày là thần cách sát sư. Việc thứ hai là xin cung hầu. Xin cung hầu thì có chầu cao đến lễ cái đền mình định hầu để thống nhất các công việc với nhà đền, ví dụ bếp núc hoặc là một chức hầu hạ như thế nào, giờ giấc.
Đấy, đấy là việc thứ hai là xin cung. Việc thứ ba là khi đã có cung hầu rồi thì bây giờ mới mời thầy, các thầy pháp sư, mới mời các thầy cung văn, rồi mời bạn bè, rồi mời hầu dưng, rồi thông báo ngày giờ địa điểm để mọi người sắp xếp công việc để đến dự lễ với mình. Đấy là việc thứ ba. Việc thứ tư là bắt đầu sắp khăn áo từ giá hầu, những đồ hầu cần thiết, nếu như ở xa là phải chuẩn bị cả xe cộ phương tiện, thống nhất thời gian địa điểm, rồi phân công nhờ nhà đền hoặc là bạn bè đến trước để bày lễ sắp lễ. Thế việc thứ năm là bây giờ mới đến đi mua sắm lễ vật, lễ bày câu đồng, rồi lễ phát lộc, lễ mặn, lễ chay, cỗ bàn để đãi khách, rồi vàng mã hoa đặng. Đấy là cái công việc chuẩn bị cho một vấn hầu. Thế cái bước thứ ba nữa là các bước vào hầu thánh, cụ thể các bước vào hầu thánh. Thì khi mà chuẩn bị đã vào trong đền rồi, để chuẩn bị cho một vấn hầu đã xong hết rồi, thì bây giờ chỉ còn có việc lo vào hầu thánh thôi. Thì đầu tiên là trước khi vào hầu thánh là phải có cúng thánh. Cúng thánh trước khi hầu. Thì cúng thánh là đã phải đệ hết cả lễ chay, lễ mặn, vàng mã đầy đủ, rồi thỉnh pháp sư khao thỉnh Phật thánh các khoa, thanh đồng chỉnh túc cân y theo lễ. Còn cái việc phụ lộc trước hoặc sau khi hầu là tùy thuộc vào thời gian hoặc hoàn cảnh, công việc sao cho nó hợp. Như là ngày hôm nay hầu thánh hai vị, là hai vị là hầu xong rồi thụ lộc là hai vị chiều. Thế nhưng mà cũng có người thì người ta cúng cả buổi sáng, xong người ta thụ lộc, xong chiều người ta mới hầu. Thế cũng có người lại cúng chỉ đến độ 8 giờ sáng là xong, rồi người ta cúng sớm, xong người ta hầu độ từ 9 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa là xong, thấy thụ lộc là vừa. Là vậy là cái việc bây giờ cúng và thụ lộc và vào hầu thánh nó còn tùy theo cái hoàn cảnh khách quan hoặc chủ quan của nhà đền, chứ nó không bắt buộc là thụ lộc trước hoặc thụ lộc sau. Xong bây giờ mới đến vào hầu thánh ấy. Thế hầu thánh thì trước khi vào hầu thánh thì thanh đồng một lần nữa thỉnh mời đồng đền, thủ nhang, pháp sư, toàn thể bạn bè đạo hữu để cho đúng phép lịch sự. Trước khi đó hầu dưng sắp xếp đầy đủ những thứ cần thiết cho một vấn hầu. Tức là hầu dưng là hai người tả hữu đây, là chuẩn bị khăn áo, chầu nước, tất cả những cái gì cần thiết cho vấn hầu thì là hầu dưng phải chuẩn bị. Bắt đầu đến bước thứ hai là phủ khăn hầu thánh. Thế phủ khăn thì nếu mà đi hầu trình xa lần đầu mà có thầy mở phủ cho mình đi cùng thì phải thỉnh thầy hầu vài giá đại diện để chứng đàn lễ, hoặc không thì thầy cũng phải phủ khăn cho tân đồng vào hầu. Còn nếu thầy đã mất hoặc người đó là đồng kỵ thì tự mình phủ khăn hầu thánh, tuần tự hầu trắng bóng, không mở khăn tam tòa thánh mẫu. Như cổ xưa chúng tôi là tam tòa thánh mẫu là chỉ có phủ khăn, sau đó ra tay giấu và xe giá chứ không có mở khăn. Đấy, thì cái danh từ của chúng tôi, cái ra tay giấu mà không phủ khăn thì đấy gọi là trắng bóng, tam tòa thánh mẫu. Thế sau đó một cái khi trắng bóng tam tòa thánh mẫu xong thì tuần tự hầu ngũ vị tôn quan, sau đó đến tứ phủ chầu bà, tứ phủ ông hoàng, tứ phủ thánh cô, tứ phủ thánh đầu thì mới được mở khăn theo thứ tự từng giá đồng. Thế mà đây là thứ tự các bước trong một giá hầu thánh. Đầu tiên để cho cung văn biết giá hát bài nào thì bắt buộc ông bà đồng ấy là phải ra tay giấu. Ví dụ như là nữ thì ra tay phải mà nam thì ra tay trái. Thí dụ như bây giờ mình hầu quan đệ nhất thì mình phải ra một ngón tay thì cung văn mới biết được là đấy là hầu quan đệ nhất để hát cái bản văn quan đệ nhất. Hay là thí dụ quan đệ tam thì ra ba ngón tay thì bây giờ mình ra hai ngón tay như thế này xong mình không tung khăn là mình sẽ giá luôn, thì chuyển sang quan đệ tam mình vẫn phải ra ba ngón tay để cho cung văn còn biết lúc bấy giờ là hát cái bản văn quan đệ tam. Và những người hầu dưng họ chuẩn bị cân y của cái giá thánh ý là quan lớn đệ tam. Ví dụ như thế. Thế còn thí dụ như là bây giờ mà mình lại ra quan hoàng 10 chẳng hạn, thì bây giờ bảo nam tay trái và nữ tay phải, thì bây giờ mỗi bàn tay nó có 5 ngón thôi. Thế thì bây giờ ra như thế nào? Thì để cho nó mỹ miều thì thí dụ ra quan hoàng 10, người ta nắm tay vào như này, bên này ta ra 5 ngón, bên này ta ra 5 ngón, xong bây giờ nắm tiếp. Thế là tức là cung văn với mọi người đã biết ở bên ngoài là quan hoàng 10. Hay quan hoàng 7 bên này người ta có thể ra 3 ngón như này, bên này người ta có thể ra 4 ngón như này, là cung văn biết và hầu dung biết để chuẩn bị khăn áo. Vâng. Thế thì
trước khi mà vào hầu thánh là ra tay dấu, nam thần thì ra tay trái, nữ thần ra tay phải. Thế còn nếu trên số 5 thì phải ra cả bằng hai tay, ví dụ như chầu lục, chầu 10, ông 7, thế gọi là ông 10. Đấy, thì những các cái này như tôi vừa mới giải thích xong. Hoặc là tráng bóng, hoặc là xe giá. Ví dụ có người người ta không hầu ông bơ, người ta ra tay dấu thế này, nhưng mà xong một cái thế này là tráng bóng, xong người ta ra tiếp đến ông 7, người ta tung khăn, đấy là tráng bóng và mở khăn, hai cái nó khác hẳn nhau. Thế thì khi mà mở khăn thì đấy là hồi dương ngự đồng, là tùy theo từng người. Là cái người ấy người ta hợp với vị thánh nào, người ta trong lòng đã phấn khởi, người ta thích hầu vị thánh nào thì người ta tung khăn vị thánh ấy. Thế còn thì người ta tráng bóng. Sau đó một cái khi mà người ta đã mở khăn rồi thì hầu dương bắt đầu lên y phục cho cái giá hầu đó. Và giá đầu tiên, thí dụ như quan lớn đệ nhất hầu, thì bao giờ trước khi hầu thì các cụ cũng muốn để cho thân tâm thanh tịnh, thì là có một cái nghi lễ là tống khẩu, tức là uống chén rượu, không là nhả cái cụm rượu ấy vào cái ống hóng. Đấy. Thế sau đó một cái thì tiếp theo là đến thân áo đã chỉnh tề rồi, đến hành lễ. Đến hành lễ thì như tất cả các vị đều nhìn thấy đấy, ban nãy nam thần là dùng cái khăn tấu hương, cái khăn tấu hương là cái miếng vải đỏ đây, đấy gọi là khăn tấu hương, và lên gối xuống gối, quỳ lên quỳ xuống ba lễ, đấy là nam thần dùng khăn tấu hương. Thế còn nữ thần làm lễ thì không dùng cái khăn đỏ này, mà dùng cái quạt cặp cái mùi xoa lên trên và để có ba nén hương và quỳ xuống làm lễ. Đấy, thì nam thần thì đứng lễ mà nữ thần thì quỳ lễ, chứ không được đứng. Thế hành lễ thì nhất thiết là phải trang nghiêm và diệu dụng. Cái hành lễ cũng không nhất thiết là phải cứng nhắc ra, mà vẫn có thể là bay bướm yểm điệu, thí dụ như hầu các nữ thần. Thế sau khi mà làm lễ xong thì bắt đầu đến khai quang. Thì ban nãy các vị nhìn thấy, như tôi thì tôi khai quang theo lối cổ, tức là chỉ có cái vải lụa đỏ chắc vào đây và có ba nén hương thế này khai quang. Thế cũng có những vị thì khai quang là cầm cả một bó nhang lớn trong dẫm dầu vào khai quang. Thì vậy cái việc khai quang như thế này nó có cái ý nghĩa gì? Nó thể hiện được cái uy đức tối cao của thần thánh, soi xét chứng giám từ đền phủ, lễ vật, giấy sớ của thanh đồng, cùng lòng thành tâm của bách gia đệ tử. Đấy là cái khai quang. Thế sau khi khai quang rồi, bắt đầu đến đầu là làm việc quang. Thì các quý vị thấy như là người thì múa đao, người thì múa kiếm, người thì múa mồi, người thì múa quạt, người thì thêu, thế người thì múa bơi trèo. Đấy người ta gọi cái danh từ là làm việc quang. Thế làm việc quang tức là các cái loại hình vũ đạo, đấy tùy theo đặc thù từng giá đồng, như kiếm, cờ, đao, hèo, trèo, đề thơ, múa mồi, múa quạt, múa bộ. Múa bộ là gì? Tức là các vị không dùng các cái đạo cụ mà các vị múa bằng tay như thế này thì gọi là múa bộ. Thì đặc biệt trong cái lúc làm việc quan ấy thì chú ý khi thực hiện những vũ đạo này cần không được quay lưng vào bàn thờ. Đấy, hoặc đưa đao đưa kiếm xiên lên hướng bàn thờ. Vũ đạo cần nghiêm trang, đĩnh đạc, nhẹ nhàng, khoan thai. Nam thần thì thể hiện tính chất nam thần, mà nữ thần thì thể hiện tính chất nữ thần, đẹp mà không thất lễ, tôn nghiêm đài các mà vẫn dân dã hòa đồng, sao cho phối hợp nhịp nhàng diệu dụng, múa xong phải vái tạ ngự đồng. Tức là có hai điều mà ngày xưa các cụ truyền lại tối kỵ, tức là khi múa mà lúc bấy giờ mình đang thăng hoa quá, mình đang hưng phấn quá, thế là quay tròn đi như thế này, tức là vô hình dung mình đang tay lưng hết vào bàn thờ. Đấy là một điều thất lễ mà các cụ tối kỵ. Cái điều thất lễ thứ hai là thí dụ như múa vũ khí là múa kiếm hoặc là múa đao, thì nhiều vị cầm thanh kiếm và xiên vào bàn thờ như thế này là tối kỵ. Thí dụ thanh kiếm mà muốn quạch thì phải quạch ra sau lưng, chứ không bao giờ cặp thanh kiếm này để cho cái hướng của lưỡi kiếm xiên vào bàn thờ. Thế thì trong khi múa đã gọi là vũ đạo thì nó chân phương hay là nó bay bướm hoa lá thì là nó tùy theo năng khiếu của từng người, cái này cũng không có bắt buộc, nhưng mà phải làm sao cho nó trang nghiêm. Đấy, lấy cái trang nghiêm làm đầu. Thứ đẹp và không trang nghiêm là các cụ cũng không chấp nhận được cái việc thì thất lễ. Sau khi mà làm việc quan xong thì bắt đầu đến ngự đồng. Ngự đồng tức là các giá, các vị thánh bắt đầu tọa ngự, làm việc xong ngồi xuống. Ngồi xuống thì là hiến rượu này, hiến trà này, hiến trầu cau này, rồi thưởng thức văn đàn nhã nhạc, chấp ngôn tấu đối của bách gia, ban thưởng cung văn, thừa lời truyền phán với nội dung chứng giám lòng thành mọi người,
ban phúc lành phù trợ cho quốc thái dân an, chúng nhân các thánh, sau đó phát lộc bằng tiền hoặc là hiện vật. Trong cái việc này thì lưu ý này, khi phát lộc thì phải theo tuần tự, các đồng đền, đồng điện, thủ nhang, pháp sư, cung văn, tả hữu hầu dưng, các thanh đồng, quan khách tới dự lễ, các cụ cao niên lớn tuổi, bạn bè, người nhà, chấp tác, nhà bếp và đền, tránh phát lộc lộn xộn sẽ trở thành mất lòng. Khi phát lộc đại trà có thể đưa ra ngoài nhờ một vị nắm được nghi lễ, quen người, quen việc, làm hộ, sau đó thưởng thức thêm một hai khổ văn, ban khen đàn hát, rồi xe giá, không nên ngự đồng lâu quá, sẽ trở thành nhạc đồng, gây cho người dự lễ tâm lý mệt mỏi. Đấy là cái phần phát lộc. Là vì cũng lưu ý là những cái này không phải là hiếm xảy ra. Có khi là rất nhiều các cụ đồng 80-90 tuổi, nhưng mà có nhiều vị thánh đồng là do sơ suất ấy, lại gọi con gọi cháu và cho lộc trước. Thế trong khi đấy là có những cái cụ đồng đền 80-90 tuổi, các cái vị thánh đồng người ta lớn tuổi, thế là các cụ chất luôn, các cụ bảo cái người này như thế này là không nắm được luật, và thậm chí có cụ dỗi là đứng dậy đi về ngay. Vâng, cho nên là mình phát lộc mình cũng rất tế nhị, tùy theo vai vế để mà phát lộc, con cháu nhà mình là cuối cùng, còn thì được, không còn thì thôi. Thế sau khi mà đã ngưng đồng rồi thì bây giờ mới lại đến xe giá. Xe giá tức là thăng đồng đấy để chuẩn bị chuyển sang giá khác. Thì xe giá thì có hai hình thức, một là tung khăn lên đầu, hai là che quạt vào mặt. Như thông thường chúng ta hầu đây là tung khăn lên đầu và để hai tay lên trán này là xe giá, hoặc là có những vị là che quạt vào mặt. Thì ở ngoài hầu như người ta biết che cái quạt vào mặt, đây là thánh đã về trời rồi, thăng rồi, thì tự người ta sẽ phủ cái khăn phủ diện lên đầu. Lúc đó hầu dân sẽ chủ động phủ khăn lên đầu, và cái người xe giá hơi ngả người ra phía sau, nhích nhẹ đầu và hai vai, hai tay giơ cao trước mặt hoặc ngang trán, sau đó vái tạ để chuyển ra giá đồng khác. Đấy, thế tiếp theo xe giá, khi vấn hầu đã xong và hoàn hảo, như thế là đã xe giá là xong một vấn đồng rồi, xe giá là xong một vấn đồng. Khi vấn đồng đã xong hoàn hảo thì lại có lễ mặn, giấy sớ, vàng hoa, vàng lá, và sắp một mâm nghi thiết, bày biện trang nghiêm, và thỉnh pháp sư hoặc bản thân thanh đồng vừa hầu xong lễ sám hối tạ thánh. Việc này có thể làm ngay sau khi hầu xong, hoặc để 3 ngày sau khi hầu xong mới đến đền lễ tạ cũng được, vì tùy theo hoàn cảnh công việc của thanh đồng, hoặc xa gần mà phương tiện. Sau đó biếu lộc quý khách đầy đủ, có lời cảm tạ nhà đền, thầy pháp, cung văn cùng toàn thể quý khách, và có lời xin lượng thứ sơ suất để mọi người cùng hoan hỉ, rồi tiễn khách ra về sao cho âm hài dương hạ. Thế là xong vấn đồng. Thế các thanh đồng và mọi người chúng ta đều biết hệ thống tiên thánh tứ phủ rất phong phú, từ cao xuống thấp, đại diện chư Phật, các hàng Bồ Tát như Đức Quan Âm Bồ Tát, ngài là Đô Đàn giáo chủ, xuống tới các vị vua đại diện tứ phủ như Thiên phủ, Địa phủ, Thủy phủ, Nhạc phủ, rồi các thánh mẫu tứ phủ, các quan lớn đại diện có ngũ vị Hoàng Thái tử Vương Quan, xuống các chồng bà tứ phủ có rất nhiều các thánh bà đại diện, thánh cô tứ phủ có thập nhị tiên nàng làm đại diện, cũng như thánh cậu cũng có rất nhiều cậu đại diện tứ phủ. Cuối cùng các bộ hạ thần tướng linh quan, nhưng các thanh đồng chúng ta đa phần cũng chỉ hầu đại diện các giá đồng trong hệ thống tứ phủ, khoảng 19-20 giá đồng, bao gồm 5 giá quan lớn, từ quan đệ nhất tới quan lớn đệ ngũ. Ngoài ra còn có quan điều thất và quan triệu tường. Sang phủ chầu thường khi hay hầu giá chầu đệ nhị đông cuông, chầu thượng ngàn, chầu lục cung, chầu 10 đồng mỏ, chầu bé bắc lệ. Ngoài ra các thanh đồng còn hầu thêm giá chầu đệ nhất, đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ. Phủ ông Hoàng từng hầu 3 giá, ông Hoàng Bơ, ông Hoàng Bảy và ông Hoàng Mười Nghệ An. Tứ phủ thánh cô thường hay hầu các giá cô đôi thượng ngàn, cô Bơ thủy cung, cô Sáu lục cung, cô Chín cửu tỉnh, cô Bé sơn trang. Tứ phủ thánh cậu thường hay hầu cậu Hoàng Bơ và cậu Hoàng Bé. Ngoài ra các thanh đồng có căn duyên cả bên nhà Trần thì hầu thêm giá đức thánh Trần sau khi hầu tam thỏa thánh mẫu, và hầu trước các quan tứ phủ. Trước đây có thanh đồng hầu tứ phủ riêng, hầu Trần triều riêng, không pha trộn với nhau.
trong một tấn đồng, và có thanh đồng sau khi hầu cậu xong, thì hầu cả ngũ hổ thần tướng và hai ông thanh xà bạch xà. Trên đây tôi đã xin trình bày các bước cơ bản của một tấn hầu, một giá hầu thánh, song trong thực tế còn tùy duyên do tác động của hoàn cảnh chủ quan khách quan mà thanh đồng phải ứng biến tùy cơ sao cho diệu dụng tế nhị, để trên dưới trong ngoài đều được hoan hỉ. Đó cũng là nghi lễ để chúng ta lưu ý tham khảo, một là để bảo tồn nét đẹp văn hóa hầu bóng xưa, hai là có sự nhất quán trong hầu đồng. Rất mong sự tham gia đóng góp ý kiến xây dựng của các quý vị để tín ngưỡng thờ mẫu chúng ta được phát triển tốt đẹp, hoằng dương thánh đạo. Xin hết ạ.